Xin mến chào bà con nông dân đến với kênh Cuộc Sống Miền Quê. Thì hôm nay mình trở lại cái miếng lúa mình OE18 vụ hè thu mình xạ sao bà con. Cái này thì 44 ngày thì mình bón phân bón đồng, khi đó thì lúa nó rất là vàng luôn bà con. Và tới cái thời điểm này thì kết quả sau 10 ngày bón phân bón đồng thì bà con thấy là cây lúa nó tự động nó mướt lại nè bà con. Mình thấy cả cái miếng đất của mình nó bóng nó mượt lại nè bà con. Nói chung thì cái tình hình sâu bệnh năm nay á thì bà con thấy là nó rất là nhẹ luôn. Thì cái này mình từ lúc bón phân bón đồng tới giờ là mình chưa có xịt sâu, xịt đạo ôn gì hết luôn bà con. Tức là mình không có xịt bất cứ một cái loại thuốc gì luôn ha. Nhưng mà bà con thấy đến cái thời điểm này mình bón đón đồng sau 10 ngày thì cây lúa nó đã bóng mượt trở lại, nó xanh rồi, nó bóng rồi bà con thấy không? Tại vì khi mình bón phân đón đồng á, mà để bà con để cho lúa nó màu vàng chanh hết á, thì mình bón vô tự động cây lúa nó sẽ phóng cái lá đài lên và nó sẽ bóng. Thì cái miếng lúa này cho tới cái thời điểm này là nó được 54 ngày thôi bà con. Thì từ cái lúc mình bón là 44 ngày thì mình bón 18 kg. Ở cái giai đoạn mà 44 ngày thì nói chung nó chưa có tim đèn gì lắm, nhưng mà mình bón luôn tại lúa nó cũng tương đối là vàng. Thì đây là mình sử dụng một đợt cái bắt lo lúc mà 20 ngày cho nên là bà con thấy cái vàng lúa nó cũng không có cao lắm ha bà con. So với cái bờ này, bà con xem nó không cao ha, nó vừa lùng vừa phải thôi. Nhưng mà đến cái thời điểm này bắt đầu nó phóng cái lá lên thì bà con thấy là nó mượt, nó bóng nè. Nói chung là mình cái thời điểm này bà con cứ xem xét xem coi nó có sâu bệnh gì không. Nếu có sâu á thì bà con xịt sâu, còn không á thì bà con cứ để thôi. Tại vì cái thời tiết cái năm nay vụ hè thu thì nói chung là nó cũng rất là nhẹ sâu bệnh, đậu ôn cũng không có luôn bà con. Thì mình không có thì thôi, mình đừng có phun. Thường số bà con á, là khi cái thời điểm bón phân đón đồng bà con phun thuốc nào là kích đồng nè, nào là phòng ngừa đạo ôn vân vân. Thì nói chung thì không có thì mình đâu có cần sử dụng. Đối với cái lượng phân mình bón á, mà nó vừa đủ cho cây lúa nó phát triển á, thì mình khỏi có sử dụng tất cả những cái loại phân bón lá nào. Thì ở đây đó mình nhiều năm rồi, nhiều vụ rồi mình không có sử dụng gì cả bà con. Tức là mình đến cái giai đoạn mà chỗ lạc sẹt á, thì nói chung 54 ngày khoảng một tuần nữa thì nó có thể là nó đã chỗ rồi bà con. Thì đến cái giai đoạn đó mình sẽ tiến hành mình phun luôn. Và cái giai đoạn này á, thì mình cũng bắt đầu bắt phân thì sau đó là mình để khô luôn ha bà con. Thì đến bây giờ thì bà con thấy là cái nền đất này nó đã khô rồi, ẩm gài thì cũng có mưa chăm chăm, cho nên là mình để cho nó khô cái đợt này đến khi mà cái giai đoạn mà lúa chỗ lẹt xẹt á, thì nếu như mà trời không có mưa thì bà con sẽ đưa nước vô, còn nếu mà có mưa chăm chăm thì mình khỏi luôn ha bà con. Tức là cái mùa này thì mình để cho cái chân nền nó cứng, càng cứng thì nó càng tốt, sau này cái vấn đề mà đổ ngã thì nó cũng hạn chế ha bà con. Thì sáng nay á, mình đi thăm ông gà thì nói chung là mình từ lúc mà bón phân đón đồng tới giờ mình không có đi thăm luôn bà con, do mình bận rất là nhiều công việc, cho nên là mình bữa nay sáng sớm mình đi thăm nè, rồi sẵn là mình quay lại cho bà con theo dõi luôn ha, chế độ phát triển của nó như thế nào. Thì mình thấy là cái vàng lúa này nó cũng rất là được ha bà con. 54 ngày sau 10 ngày bón phân đón đồng thì bà con thấy là nó lên rồi nè ha. Nó lên rất là dữ, rất là mướt luôn ha bà con. Chưa xịt thuốc gì hết nhưng mà rất là mướt. Thì cũng ngoài đó cũng có cỏ sót lai gai ha. Thì bữa nào mình rảnh thì mình lên mình đi nhổ cho nó sạch, cho nó đẹp luôn bà con. OE18 mà bà con thấy nè, miếng bên đây là 54, 51 nè.
Một thì nói chung cái dài trà lúa này nó cũng không có chích cây nhiều, nhưng mà so với OE18 thì vẫn chích cây ha bà con. Một số bà con nói là tại sao mà 5451 nó chích cây, lý do là cái hè thu này là cái đặc tính của nó là như vậy rồi, nó vàng cam nó chết rồi bà con. Nhưng mà đối với cái giống OE18 thì bà con thấy là nó cái mùa hè thu này nó chịu phèn rất là dữ, cho nên là cái vấn đề mà nó vàng cam mà nó chết cây á, thì nó rất là hạn chế. Với lại cái độ cứng cây của nó là so với 5451 thì cái độ cứng cây nó cũng cao hơn nữa, cho nên là hè thu là tốt nhất bà con nên xả cái OE18 này, nó vừa dễ làm ha, nó vừa cứng cây nữa, thì cái năng suất nó cũng có, giá cả thì nó cũng cao hơn, cho nên là nhiều năm nhiều vụ rồi. Thì đối với cái vụ hè thu và cái vụ thu đông thì mình rất là thích sử dụng cái giống OE18 này để xạ đó bà con. Con xem ha, rất là bằng ngọn luôn ha, nó bóng luôn. Buổi sáng bà con nhìn ở ngoài là thấy nó mướt rượt luôn á. Thì cái lúa mình vàng thì mình bón vô tự động nó sẽ bóng thôi bà con, không cần phải phun cái loại thuốc gì hết á. Thì sáng nay mình đi quay rồi, mình đi thăm mà mình quay lại cho bà con xem ha. Thì bà con thấy video hữu ích thì xin cho mình một like. Bà con nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để ủng hộ ha bà con. Video cũng khá là dài, xin chào tạm biệt bà con.